quan trọng là bạn phải tiêu viêm cái gì tiêu viêm cái họng cái họng là cái gì cái họng là những cái huyệt mà của vị trí của họng ạ đấy tức là bạn phải có cái bộ vị vào thì nó mới hết được cái bệnh một câu hỏi của bạn Hoàng Lan là con em 12 tuổi đang bị viêm họng ba hôm nay em đã làm sáu vùng phản chiếu dán tiêu viêm và tiêu đàm rồi nhưng không giảm không à, giảm không nhiều xin ý kiến mới có ba hôm thôi và thứ nhất là không biết là bạn có phải là học viên lớp diện trần cho bé hay chưa nếu mà bạn là học viên lớp diện trần cho bé thì uh, với ba hôm thì cái này lại phải hỏi rõ luôn này là bạn ấy có sốt hay không nếu bạn ấy mà không sốt thì mẹ làm 3 ngày thì chưa đỡ thì mẹ làm lên 5 ngày đâu ạ với cái quan trọng đó, là trong cái câu hỏi của bạn đó, là em thấy hơi có vấn đề đấy là bạn làm tiêu viêm và tiêu đàm hai cái bộ huyệt này nó là hai cái bộ huyệt độc lập nó uh, con của bạn bị viêm họng Thế tại sao bạn lại phải làm tiêu đàm gì? Trong khi bộ huyệt tiêu đàm nó cũng khá là dài. Bạn chỉ cần làm tiêu viêm thôi. Nhưng mà quan trọng là bạn phải tiêu viêm cái gì? Tiêu viêm cái họng. Cái họng là cái gì? Cái họng là những cái huyệt mà của vị trí của họng. ạ Đấy. Tức là bạn phải có cái bộ vị vào thì nó mới hết được cái bệnh. Cho nên là có thể bạn làm chưa đủ đủ đâu nhé. Cái việc mà chúng ta dùng nhiều bộ huyệt ấy, nó chưa chắc đã tốt bằng cái việc chúng ta kết hợp với đồ hình. Mình nhớ cho. Bởi vì trong diện trần ấy, có một cái tài sản rất là lớn một cái kho một cái kho báu rất là lớn để mình làm diện trần đó chính là đồ hình mang đồ hình ra khai thác đi ạ họng nó ở đâu đồng ứng của họng nó ở đâu đồ hình phản chiếu của họng ở đâu tác động vào đấy đó ạ với trẻ nhỏ thì mình không có dùng nhiều cái huyệt như vậy à, theo kinh nghiệm của em mà những cái phát đồ mà em lập cho các mẹ ở trong lớp diện trần cho bé đó, thì em không chưa bao giờ kết hợp bộ huyệt tiêu viêm và bộ huyệt uh, long đàn, chưa bao giờ cả mà em chỉ kết hợp bộ huyệt này với các huyệt có tác dụng long đàm tức là chỉ một vài huyệt thôi chứ không phải là tất cả bởi vì các em bé nó rất là nhỏ mà nếu mà mình dùng nhiều quá sẽ rất là rất là ảnh hưởng đến đến cái cảm giác của các em bé à, con không hợp tác con không thích mà con không thích là mình thất bại rồi đúng không ạ đấy cho nên là mình cần mẹ phải điều chỉnh lại nhé mẹ điều chỉnh lại cái cái bộ huyệt mà mẹ đang dùng thì kết quả của nó tốt hơn tuy nhiên làm ba ngày mà đỡ rồi thì mẹ làm thêm 5 ngày đi ạ Đấy, làm 5 ngày bé sẽ bớt dần đấy